là một trong những trường học đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ em từ 4 đến 8 tuổi nhằm phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng sống thuộc bản quyền của Fast Kids Hoa Kỳ. Trung tâm bé thông minh với nội dung giảng dạy hấp dẫn, các bài học bổ ích được đúc kết sau những giờ học khoa học trái đất, phối hợp cùng nhau để tổ chức và làm việc nhóm, tích lũy các kỹ năng mềm, từ đó các bạn nhỏ sẽ được kết thêm nhiều bạn bè mới, gặp gỡ nhau và giao lưu thỏa thích. Hôm nay các con đến đây học bài học về khoa học trái đất. Các con học về hiện tượng ngày và đêm, trái đất quay xung quanh mặt trời như thế nào. Sau đó các con sẽ tìm hiểu các miền khí hậu trên trái đất. Các con cũng được trải nghiệm việc là đi thăm các vùng đất khác nhau, đồng thời chọn những trang phục gì để thích hợp với những miền khí hậu đó. Thông qua tất cả các trải nghiệm đó thì các con đã tăng cường khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện. Kết thúc bài học thì bao giờ cũng là phần thuyết trình về những khái niệm các con đã học. Và buổi học ngày hôm nay đã rất là vui. Các bạn có thể thấy là các con làm ra rất nhiều sản phẩm và các con đã hiểu được rất là nhiều khái niệm mới, cũng như có thể là tự mình nói về những vấn đề khoa học mà các con đã tìm hiểu.